Làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Còn có một tên gọi khác là làng Tỷ Phú. Những căn nhà tiền tỷ được mọc lên, xem ra vẫn chưa khiến người ta hình dung được sự giàu có của ngôi làng này. Ở cái thôn này là giàu có nhất huyện. Giàu ở đây với giàu ở thiên hạ thì giàu ở đây đến đặt trên. Sự giàu có đó đã được tạo ra từ nghề tái chế phế liệu nhôm, khi nó đã làm thay đổi bộ mặt của địa phương và đổi đời cho người dân từ khoảng gần 20 năm trở lại đây. Trước tiên là tôi thấy rằng là người dân làm nghề này là kinh tế phát triển mạnh. Xã tôi thì tỷ phú là tương đối nhiều. Đến làm hết rồi. Cách đó vài chục cây số, làng Giấy Phong Khê ở thành phố Bắc Ninh cũng là nơi cho ra đời nhiều tỷ phú siêu giàu. Với hơn 500 doanh nghiệp và hộ tái chế giấy đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động, nộp cả 100 tỷ đồng vào ngân sách địa phương của các năm. Nghề giấy bây giờ nó là nghề thu nhập chính ở đây rồi. Thì rõ ràng là đổi đời còn gì. Nhưng kinh tế đi lên bao nhiêu thì không khí môi trường ở những ngôi làng này lại đi xuống bấy nhiêu. Khi theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường, làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong thuộc trong danh sách 10 làng ung thư ô nhiễm nhất ở Việt Nam. Còn theo kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Trần Văn Thiện thì tất cả các cơ sở tái chế tại Văn Môn đều có nồng độ khí CO, NO2, SO2 và các kim loại nặng vượt quá nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Một nghiên cứu khác của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế cũng chỉ ra 100% mẫu không khí tại đây có hàm lượng chì vượt giới hạn cho phép. Tất cả các kết quả như trên thì không thể nói là môi trường ở chỗ Văn Môn là tốt được. Đánh giá thì là tại thời điểm đó thì cũng là một mức rất là nghiêm trọng. Vậy nhưng hàng trăm ống khói 30, không có hệ thống xử lý khí thải, không có hệ thống quan trắc, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, từ hai khu vực này vẫn đang ngày đêm xả khí thải qua những cột khói cao, theo gió bay xa hàng trăm mét. Ô nhiễm từ lúc dễ nhìn giờ càng trở nên khó đoán định hơn. Khi các nhà máy đồng loạt nhả khói thì cũng là lúc người dân phải hứng chịu. Cảm giác khó chịu lắm, mùi ghê. Bàn ghế học sinh là ngày nào cũng phải lo. Đấy, đây là cái khói bụi mà nó thải ra đây này. Đổi bầu không khí để lấy sự giàu có thì được nhiều hơn hay sẽ mất nhiều hơn? Vừa được vừa mất, được thì được hay trước mắt nhưng mà sẽ mất sức khỏe lâu dài, môi trường. Xả khí thải ra môi trường, bầu trời chung nên không ai khóc. Đón xem Tiêu điểm Chuyển động 24 giờ, phát sóng lúc 11 giờ 30 phút ngày mai, 14 tháng 10 trên VTV1 và ứng dụng VTV Go.